Thưa quý vị và các bạn, xác định giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, thực hiện đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Nhà trường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về tác phong và lề lối làm việc. Các giải pháp làm việc khoa học, sáng tạo được tập thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường áp dụng. Trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên được thành lập năm 1964 tại xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên, nay là bản Chom Trang, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Khi mới thành lập, nhà trường có 2 lớp với 28 học sinh. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất đều rất nghèo nàn. Các phòng học được dựng tạm bằng tranh tre, lứa ná do nhân dân các dân tộc địa phương tự đóng góp xây dựng. Tháng 9 năm 1969, trường chuyển địa điểm hiện tại và đổi tên thành trường cấp 1 thị trấn Nông Trường Than Uyên. Thực hiện quyết định số 1465 ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, trường được đổi tên là trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên, các em học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã khẳng định chất lượng giáo dục. Một ngôi trường có truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. 15 năm liên tục nhà trường được ghi nhận tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua. Trong năm học 2017-2018, nhà trường được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, tỉnh ủy tặng bằng khen. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong thời gian qua, trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã thực hiện kế hoạch và các chương trình hoạt động để thực hiện chương trình mục tiêu giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, thực hiện đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban giám hiệu nhà trường cùng tập thể hội đồng sư phạm đã tham mưu với các cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy học, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, nâng cao hiệu quả và chất lượng. Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các kế hoạch và biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng dạy tất cả các môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, đặc biệt là môn tiếng Anh. Học sinh có điều kiện để tiếp cận giao lưu bằng tiếng Anh với người nước ngoài, đáp ứng với các yêu cầu của sự phát triển xã hội. Bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tập trung đặc biệt vào dạy học giữa lý thuyết và thực hành, tạo cho các em học sinh có những kỹ năng cơ bản phục vụ trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày, tạo điều kiện để phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, phát triển đồng đều về năng lực và phẩm chất. Năm học 2021-2022, mặc dù tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường đã triển khai thực hiện tốt công tác dạy học trực tuyến, đảm bảo học sinh không đến trường nhưng không dừng việc học trong thời gian dịch diễn biến phức tạp. Trong năm tổ chức thành công nhiều hoạt động giáo dục bổ ích nhằm phát huy phẩm chất và năng lực cho học sinh, tổ chức giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, ngày hội STEM, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục đạt trên 50% trở lên, tăng dần theo từng năm học. Tỷ lệ học sinh tham gia các sân chơi trên Internet như Olympic tiếng Anh, Videolympic toán, tiếng Việt, trạng nguyên tiếng Việt đạt giải cao. Đặc biệt trong năm học 2022-2023, nhà trường có 126 học sinh đạt giải cấp quốc gia, trong đó có 3 giải vàng, 9 giải bạc, 23 giải đồng và 91 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, giáo dục STEM được nhà trường đặc biệt quan tâm và chú trọng triển khai. Nhà trường đã thực hiện với 28 lớp trên 1.016 học sinh, giúp các em vừa học, vừa giải trí qua việc tích hợp liên môn, gắn lý thuyết với thực hành sáng tạo liên quan tới bài học. Năm học 2023-2024, nhà trường có 28 lớp với 985 học sinh, là năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm thứ ba thực hiện đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục của huyện. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, tạo cơ hội cho học sinh được phát triển, bộc lộ năng lực phẩm chất của mình, giúp học sinh có tư duy, sáng tạo, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong nhà trường. Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn quan tâm đặc biệt tới công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền về luật an toàn giao thông, giáo dục quyền trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường, xây dựng văn hóa học đường, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.
xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, vai trò của ban chỉ huy liên đội. Với sự lãnh chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm phối hợp của các bậc phụ huynh, sự nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên, các em học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên sẽ không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đưa trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên trở thành ngôi trường đi đầu của tỉnh Lai Châu và thực hiện thành công đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025.